Xin chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ bình luận về một trận đấu versus của Left 4 Dead 2. Đây là map Cold Stream. Cold Stream là một cái map rất là như kiểu được bạn rất là ghét. Rồi ông này ông bắn mù 4 luôn. Charger please go in. Xem ông Charger đâu rồi. Giờ Smoker thấm đam luôn, đúng rồi. Úp cứ gọi là zombie đông mù 4 rồi, 3 đấu 4 này. Vào đây. Nhảy vào tự sát nữa rồi, Spitter. Tí nữa mà có tăng là mình nhiều đam nhất là mình làm tăng. Xong Ellis ông còn đứng trong cái vũng Spitter lúc mình chết, cứu đồng đội, dũng cảm. Anh này chắc hồi xưa kiếp trước khi làm game thủ Left 4 Dead 2 là chắc là làm như kiểu đứng đây, đây có thể kéo xuống. Úi rồi ôi. Ông này cứu này. Đấy. Bạn thấy không? Smoker ở cái góc này có thể kéo đao này. Kéo đao luôn. Mấy cái ông này đấy. Nào, kéo đao tiếp này. Rồi. Ông này đao mình kéo. Đao dưới gốc cây luôn. Đấy là các bạn sẽ lại biết được thêm qua xem kênh của mình, các bạn sẽ được biết những cái góc rất là hiểm ở những cái map này, góc mà các bạn có thể kéo làm phe người đao luôn. Chắc giờ húc từ trên đây xuống thôi, còn cái gì là người nữa, rất nhiều máu. Khi phe người trong Left 4 Dead là khi các bạn kéo hoặc là các bạn dùng cái lực tác động gì đấy của zombie lên phe người mà phe người rơi xuống từ một cái độ cao thì là sát thương sẽ cao hơn. Đấy. Nên là để ý là khi phe người lên những cái chỗ cao. Ellis biết chơi. Xem. Bắt con này. Đó. Đào luôn rồi. Đó. Bây giờ vừa dính lửa. Không là ông nào đáp lửa hay thế. Peter đây nữa. Rồi. Tấm đam luôn. Rồi lại Charger bot. Rồi Jockey nữa. Xem này. Nào, kéo ông này về wick nào. Bắn vào wick nào. Bắn đi. Bắn vào wick. Rồi. Hey. Kéo vào wing để cho mấy ông này bắn vào Smoker. Mình đang căng. Rồi bà này đây người ta gọi là chui từ từ chui đầu vào dọa. Bà ấy đóng cửa và bà thấy wing đóng cửa. Chịu với bà này. Rồi, đấy. Xong cháu thứ thế nào nữa. Con này đi một đi không trở lại. Đồng đội, bạn thấy là những cái đồng đội kiểu chơi rất là ích kỷ, đi lúc nào chỉ đi kiếm đồ, như kiểu đi kiếm máu, kiếm đạn, kiếm súng, không tập trung mà cứu đồng đội. Game À đâu, bên mình thoát. Bên mình thoát chắc là có việc hay gì đấy. Đấy, full này. Rồi, boomer full thẳng các bạn luôn. Như bạn, các bạn full boomer mà các bạn full vào khe người nhé. Nếu bạn tập trung full vào một ông như là ông đấy coi như hồng tâm là cứ bị rung như này. Rất là khó để bắn các bạn. Tầm cứ rung. Nào. Đấy, đứng vào dụ Nick thấy Nick đang cầm dao, đứng ngay trước mũi dao nó chém vào luôn. Tìm rất là ích kỷ. Chơi là toàn chỉ muốn kiếm súng xịn với cả vật phẩm xong rồi đi. Xem là ông này. Đấy. Hồi xưa là bạn nào mà chơi cái Left 4 Dead 2 mà chơi cái bản lậu ấy là sẽ những cái bản cũ là có những cái book, ví dụ như là cái book zombie có thể hiện hình ở trong cái nhà an toàn ấy. Chứ không phải cứ chui vào cái nhà an toàn ấy, hồi xưa không phải cứ chui vào là an toàn. Ấn E rồi này, hồi xưa có cái book người nhảy vào ấn E thật nhanh. Xong rồi ấn cái nút chuột trái để hiện hình. Là kẻ zombie có thể chui được vào trong nhà, kẻ có đóng cửa vẫn chui được. Wick đấy thì mình cũng không cần phải giết. Wick đấy thì không cần phải giết. À quên. Nói quá. Cứu ông này trước. Cứu không sao. Boomer đâu này. Bắn Smoker. Bắn Smoker trước. Con này rất nguy hiểm. Let's go guys. Bắn nhiều đồng đội này. Không có kiếm súng làm cái gì cả, đi luôn. Đứng lại để mình bắn cho đồng đội. Boomer. Hunter. Nhưng mà Hunter mà không có đồng đội hỗ trợ thì làm được cái gì? Thôi. Đi kiếm súng. Cái zombie chết hết rồi mình có thể đi kiếm súng. Súng xịn này. Bắn. Let's go Rochelle. Dốc kỳ. Quạt rồi. Úi rồi đó, thấy chưa? Tại sao mình không đi tới gốc cây này? Gốc cây này rất là hiểm, cái góc. Úi dồi ôi, đồng đội. Đồng đội thế. Đi thôi. Đi nhanh. Này, Smoker. Các bạn có thể thấy là đồng đội này đấy. Mình phải biết khi nào mình nên dừng lại. Giống như ngoài cuộc sống, khi nào các bạn phải biết dừng lại. Chứ không phải là các bạn cứ tham lên các chức to trong kiểu đấy. Các bạn sẽ thấy là khi không biết dừng lại là sẽ bị lòng tham chi phối, là rất nguy hiểm. Giống như cái trò Left 4 Dead này. nó sẽ đặt cái hệ thống AI director là cái hệ thống AI trong game này, hệ thống để như kiểu sắp đặt các cái mọi thứ trong cái màn chơi đấy, sẽ bẫy người chơi phe người, tức là đặt những cái item rất là ngon cho các bạn dừng lại, các bạn phí thời gian đấy, kiểu đấy, phí thời gian, nên là phe zombie sẽ có thêm thời gian để spawn. Nên đôi khi ví dụ các bạn đi như này, nhưng mà ví dụ các bạn thấy một cái item rất là ngon đấy, nhưng đồng đội các bạn đang chạy đấy, các bạn đồng đội máu xanh đang chạy nhanh thì tốt nhất là gì, các bạn nên chạy theo đồng đội, bởi vì nếu mà các bạn bị như kiểu là lòng tham chi phối đoạn đấy là thấy mà tự nhiên có cái chai Molotov ở đây, là đồng đội đang chạy này tự nhiên dừng lại đấy, lại vào đây ví dụ nhặt ở đây, đây là con zombie, phe zombie để ý này, spawn ở ngoài đây nhảy vào bắt lẻ. Cái thuật ngữ trong game nó gọi bắt lẻ, tức là chuyên bắt những cái người chơi nào mà đi kiểu map thứ hai của Cold Stream nhé, spawn thành spawn đồng đội. We have guns here. They scope some smoker ass with this. Reloading. Look out! I cannot believe it. Would you mind not shooting me? Brother, hold on. Cầm súng tỉa. Phong trào bắn boomer luôn cho đồng đội. Bắn cho đồng đội. Bắn như thế, đoạn này có tăng này. Đoạn này có tăng thì mình sẽ dừng lại, mình bắn cho đồng đội. Bắn như này để cho đồng đội không bị tăng. Đội kinh chưa? Bà Rochelle bà tròn chỗ đứng, rất biết cover đồng đội. Tăng ở đâu rồi? Tăng ở đây. Tăng rửa vào Charger đây rồi. Không sao, đồng đội sẽ cứu ngay. Chém tăng luôn này, và các bạn nhìn nhé, tăng không làm gì luôn. Đấy, và chém tăng luôn. Đấy, pro Left 4 Dead nó phải thế. Khi các bạn biết là khi nào phải dùng cận chiến và khi nào phải dùng súng. Cận chiến tức là lúc bạn thấy là mình lúc đấy mình còn 4 viên, nên tức là bắn tăng lúc đấy 4 viên đạn, không bắn tăng không thấm vào đâu. Bắn tăng không thấm vào đâu. Đấy là rút cận chiến ra. Chắc giờ rút cận chiến này. Đó. Biết khi nào phải rút cận chiến này. Đó. Rút cái này ra. Hay đã. Đã. Sao smoker. One smoker help me. One smoker behind. Các đồng đội sẽ cứu rồi. Rochelle one smoker help me. Ông kia chạy trước. Đồng đội không hiểu chạy trước làm gì. Bắn súng lục này. Đấy, đồng đội. Đây là tại vì có một cái ông chạy trước nên là đội mình, vì đồng đội mình yếu đi. Nick tự nhiên rút trước làm gì? Đây không phải lỗi của mình, đây là lỗi ông này này. Tự nhiên chạy trước làm gì? Nick Trung Quốc, nhưng các bạn thấy đồng đội Trung Quốc không phải đồng đội nào cũng biết chơi. Có những đồng đội là chơi rất là dở. Nhưng cũng chả sao, đấy không phải lỗi mình nhé. Bên kia nó cũng thoát game, không có gì đâu. Ván này combo gì không còn tăng. Xem coach. Đó, mấy ông này nó phá game này. Nó có cần phải tăng nữa. Tự team mà mấy bố này tự phá game thì chơi theo kiểu là chỉ muốn là làm zombie thôi. Chơi cái kiểu này không bao giờ khá được. Chơi cái kiểu này không khá được. Chạy rồi. Đang giờ chạy rồi. Đợi cả người bắn này. Thấy mấy cái tia đạn không? Mình chạy trốn là có chủ đích rồi. Các bạn thấy phe người hết đạn bắt đầu các bạn chạy ra. Cứ để phe người bắn chán đi. Mấy ông này giết cả bot. Tuyệt vọng. 3 đấu 3, 3 đấu 4, một con bot này. Đấy, Hunter bot này. Cứ vào thôi. Xem người mà càng mất nhiều thời gian thì xem mình càng có lợi. Ông này thì gặp Spitter thì đứng bắn. Tránh Spitter trước xong bắt đầu mới được bắn. Xem góc nào nhảy xuống. Góc này đáp cái đấy là kém rồi. Đúng rồi, hồi bay Charger bot hút quả đẹp. Rồi nằm luôn. Chỗ này zombie đã đông rồi. Đây cái hậu quả của cái đi vội. Các bạn chơi các bạn cái đi vội kiểu đấy là rất là dở. Đi mà chưa giết zombie thì cầm súng làm gì? Thấy zombie bắn bắt đầu zombie hết rồi bắt đầu mới đi cũng được, chả sao. Có cờ bot ở đâu? À đây tăng đều rồi. Giờ ông này chết. Đá vào đồng đội đang thế. Vào luôn. Đúng rồi. À để xem. Chạy đá đùa mấy bố này tí. Xanh hàng của Hunter chơi cái này thì làm sao mà thấy nha. Bạn thấy quả quật đá phối hợp tăng quật vào luôn, chết luôn. Đá quật 3 phát là chết, phát game. Trời mấy ông này thắng được đấy, đoạn đầu thắng được team bạn cái tưởng ấy. Đấy là do ông team mình là có một ông là như kiểu troll, nó gọi là troll, tức là mấy ông như kiểu vào chỉ để phá game kiểu. Đồng đội troll thì biết thế nào được, chịu thôi, không phải lỗi của mình. Shotgun Spitter. Okay. Spitter. We got through. I got Spitter shit on me. We got goo coming. Okay. Quá nhỉ. À, vào lên nè. Tao phải bắn rồi. Phải bắt buộc phải bắn. Tiếp tục đi. We got a smoker. Rồi. Không này. Con gì đây? Con tơ hay gì? Đi rồi, cực kỳ. That long neck bitch hit me. I think I need my next one. Hang it, Ellis. Hold on, I got him healed. I need that. Wait, don't shoot that car. In the back. Quýt này. Kéo đi. Xong có gì đâu. Chắc dơ. Chơi kệ chắc dơ. Làm sao? Bắn quýt cái đã. Nhường cho bên kia tí. Mấy ông phải phát game. Trong mấy ông kia. AFK Trung Quốc vào toàn phá game. Kiểu mấy ông nào thích phá lên để như kiểu cho đồng đội Trung Quốc thắng ấy, kiểu mấy ông này là chơi. Sắp giờ sẵn chắc giờ này. I'm gonna heal. Máu cái đấy. Con một kit ở kia không hồi. First aid kit here. Smoker. Lại đi lẻ rồi. Đạn nữa. Chết này. Quay nhiều. Đi sang luôn. Xong. Tao vào cho ông này. Xuống đi luôn. Đi càng nhanh. Đi càng nhanh càng ấy. Hồi máu cho ông này. Rồi rất biết cover. Ông này biết chơi phết. Bắn đã. Đi xuống. Rồi. Bên này. Trên đây là zombie rất là khó để làm gì bạn nữa rồi. M60 khẩu tổ đây rồi này bắn zombie. Đây đâu các bạn đi boomer mù, tốt nhất là tìm cái góc nào đấy xét ngay gì đó vào đây lấy đồ rồi. Ông kia còn bị xe rơi vào đầu. M60 bắn rất là mạnh. Bắn zombie tan xác luôn. Canh cho đồng đội. Đưa ông này nhảy. Bắn hồi 60 dám nhảy rất nhiều. Hồi 60 60 bắn tinh này phát ngay. Các bạn thấy không, phát hết rồi. Đã bảo ngay từ đầu mình đã bảo mình chơi đây là chơi để bình luận cho các bạn nên phải nhường. Nếu mình chơi thì không quay, ví dụ không phải quay làm video, bắn như mấy ông này toàn phát ngay từ map 1, không cần phải đến map 2. Đó đấy. Nói Left 4 Dead là một cái tựa game rất là nó không như kiểu CS:GO chơi. Kể cả khi các bạn thua mấy ván đầu đến ván cuối thì vẫn thắng. Campaign 3, 4 map, 5 map, campaign dài 5 map. Dịch ở đây rồi, Spitter phun ra đây, xe người không lên được. Nhảy xuống. Câu giờ xe người càng lấn ná lâu ở dưới đây là đồng đội mình càng có lợi. Smoker này, Hunter, Boomer kìa. Phố kia đấy lại một bên phá hết rồi. Chơi nghiêm túc là thoát ngay. Đây là mình còn chưa chơi nghiêm túc. Đồng đội hiểu ý nhau, rất hiểu ý nhau. Đó. Kéo ra đây. Đào ngay. Đó. Chết luôn. Chết luôn một boss. GG. Nice boomer. Đó. Chưa gì đã mất hai ông rồi. Đấy mà chơi, đây là mình vừa chơi mình vừa bình luận nữa. Yeah. Không làm kinh nữa kìa. Rồi. Reset cái gì? F2. Trời thua bắt đầu reset. Rồi. Hả? Mưa nổ phát được này. Reset cũng thế thôi. Với kiểu team với bọn Ray Smith này, reset cũng thế. Spitter rất là đẹp, biết chọn chỗ đứng. Vũng cái vũng acid này. Chết rồi vẫn cản được thêm người. Ông Loki hơi lỗi tí đấy, Loki kéo xuống đoạn này cũng là một chỗ rất là hay này, kéo đào thôi, kết thúc nhanh, kết thúc nhanh. Bắn nhầm và rồi thế này các ông này có hơi quyết hay là bot reset cũng thế thôi. Rồi trời kém lắm nhưng mà đặt tên các thứ thì hồ báo, không thích chơi. Bình luận các thứ. Map thứ tư, là cái gì đây? Con suối, con suối dốc. Creek là con suối, khe suối. Bắn tập này thì bắn AK, xem này. Không có vũ khí cận chiến à? Đây rồi. AK đấy hơn. Almost there. Cà bắn sao vào đồng đội. Ở đây để cưa cho máu. Bom lửa rất là nhiều. Nghe Smoker, lấy cái này rồi tiếp thôi. Tâm độ đấy. Bắn nổ đồng đội. Khi làm được cái gì? Đánh nổ đồng đội. Theo đáp lửa rất là hay. Quả lửa rất là hay, chặn được zombie. Tiếp được đi rồi. Hunter đúng nào pit vừa luôn lên luôn tăng một cờ đầu. Mơ đồng thừa ra không sao. Đội tướng này Somebody watch my back. I'm gonna heal. Adrenaline shot here. Sẽ đồng đội kim tiêm. Ôi giời ơi, ăn hai bê đàm. Không sao. Tăng đấu nhỉ. Ôi thằng. Úi rồi ôi, sắp rồi. Smoker. Smoker đây. Tìm rất là chuẩn chỉ. Vừa chơi vừa bình luận nó gì đấy. Để đồng đội bắn phía trước, canh phía sau. Canh phía sau đồng đội. Mình vẫn còn để dành một quả bom. Hunter đằng sau. Đi thôi. Còn tốc kỳ đâu đây. Tốc kỳ kẻ nó. Chạy cái đá. Let's go people, let's go. You shot me. Đây là xong có gì đâu. Chưa máy đây rồi. Đi thôi. Tăng rồi. Đi đánh tăng. Thôi rồi. Khó rồi. Vào đây khổ vậy. Đánh bắn tăng thôi. Khó. Đánh tăng. Thôi rồi, xe đỏ. Đi đã. Ôi giời. Không được. Không sao. Quả đấy. Team mình đang ra vội quá, nó là đứng ở dưới bắn tăng chứ không phải là vội chạy lên như thế. Đứng ở dưới bắn tăng vẫn không ấy được. Next time when you see tăng, you should stay behind and then kill him. Don't rush. Quả đấy đáng ra đồng đội mà ở lại bắn tăng là được. Mà đằng nào chả win. Bên kia thì... bên kia 700 điểm làm sao mà thắng được. À, để xem mờ các thứ làm ăn kiểu gì. Mờ ông ấy đứng ở đây. Mờ phải nhảy xuống chứ. I said that next time when you see the tank, you should stay behind. Stay behind. Don't rush above the tower. Nice Hunter. You want to watch where you're shooting? Hello. Đây Smoker. Smoker để dành để kéo lại. Dành để kéo lại. Không sao. Reloading. À, đứng ở đây kéo. Ông này đứng này. Này đứng nhìn này. Nhìn nữa đi. Smoker giữ lại đoàn này kéo thử một ông. Chắc chắn là được. I will say Smoker to pull last guy. Chuẩn bị này. Một hai ba này, ông này nhảy xuống phát rồi. Đấy là đồng đội. Cố gắng để mình làm tăng. Đây ở đây có một ông đây rồi. Kéo đã. Cố gắng để mình đều làm tăng. Bên này chơi nghiêm túc thế rồi. Như kiểu mẹ đấu competitive không bằng Elite. Cả bố này lên trước này. Nào lên trước đi. Lên trước đi. Lên trước nào. Lên trước nào. Lên đi. Rồi chắc giờ được. Hay. Giờ. Lên đi. Lên trước này, lên đi. Lên nữa đi. Rồi. Rồi. Cứ lên đi để cho zombie nó ra. Đây là xong. Chấm đạn cho đồng đội. Sẵn đạn. Vẫn thắng. Đấy. Chơi. Cố gắng làm cái gì đấy. Các ông chỉ giỏi race quit thôi. Đây vừa chơi đâu vào. Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần tiếp theo. Lại đấu lại.